Lão nông Phạm Hồng Khang, 60 tuổi, ở thôn Lâm Hạ, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, hiện đang nuôi hàng tấn cá koi các loại với 9 hồ nuôi, diện tích 500m², vốn đầu tư hơn 2 tỷ đồng. Ông Khang bén duyên với mô hình nuôi cá koi từ 4 năm trước khi nghe con trai nói về ý tưởng đầu tư trang trại nuôi cá koi quy mô lớn tại quê nhà. Cái cơ duyên là do con trai của tôi làm nhiếp ảnh gia ở Sài Gòn, đi nhiều nơi học hỏi từ anh em, học hỏi qua cái thông tin đại chúng, đem cái kinh nghiệm về trên gia đình cũng đầu tư vấn đề là cơ sở hạ tầng để nuôi con cá này. Tìm hiểu kỹ thuật nuôi qua sách báo và những mô hình thành công tại miền Nam, ông Khang quyết định nuôi cá koi theo quy chuẩn Nhật Bản. Ông cho biết trong những năm đầu, trại nuôi gặp rất nhiều khó khăn, dịch bệnh khiến cá chết hàng loạt, nhưng đã quyết tâm thì phải làm đến cùng, nên gia đình lại mua giống về nuôi tiếp. Để cá koi có vẻ đẹp tự nhiên, tuổi thọ cao, cần môi trường phù hợp, nên ông Khang đã đầu tư hồ nuôi rộng, thoáng mát và có hồ riêng để dưỡng cá koi mới nhập về. Khoảng độ vài ngàn con riêng cá Nhật ở trong hồ trong trại, còn cá Việt cái gọi là F1 khoảng độ 1 tấn, mà hàng năm thì gia đình thu nhập cũng khoảng độ 100 triệu, mà hiện tại vốn đầu tư của gia đình nó khoảng độ 2-3 triệu, 2-3 tỷ. Gia đình cũng như con trai đã đầu tư cơ sở vật chất và con giống đáp ứng cái nhu cầu của người chơi trong tỉnh cũng như là trên thị trường, như vậy là ở trong nước và kể cả nước ngoài, thì ví dụ như ở Mỹ, ở Campuchia, cả gia đình chúng tôi đã chuyển qua như là những con cá này ra tới nơi, đi đến nơi an toàn.